Xin kính chào quý vị và các bạn. Hà Nội dạo này ngột ngạt quá, tắc đường, kẹt xe, khói bụi rồi ô nhiễm không khí. Bỏ phố lên rừng thôi. Và hôm nay đồng hành với chúng tôi là những người bạn cực kỳ đặc biệt. Và đặc biệt như thế nào thì mời quý vị và các bạn hãy xem những hình ảnh sau đây. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi lên đường. Và sau 40 phút chạy xe với nắng gió rất là thích ở vào người thì tôi đang ở suối Cò của huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cái địa điểm này thì cách cái làng văn hóa du lịch Đồng Mô chỉ khoảng tầm 3 km thôi trên đường đi Hòa Bình. Và như hồi nãy tôi nói là hôm nay tôi có rất nhiều điều đặc biệt muốn nói với các bạn. Từ người bạn đồng hành là phương tiện, đó chính là chiếc Jeep A2. Và đặc biệt là chủ nhân của nó là anh Vương Lâm, là một thành viên của hội Jeep miền Bắc. Và đây là anh Lâm. Chào anh. Chào em. Anh nghĩ là hôm nay trời Hà Nội khá là nắng và em với anh chạy 40 phút lên đây giữa cái dòng suối đang chảy thế này thì anh nghĩ là cái cảm nghĩ của anh bây giờ nó như nào? Thật sự cảm nghĩ bây giờ thì cũng chả biết nói gì cả. Bây giờ thấy thật tuyệt vời, mát mẻ, dễ chịu. Công nhận là anh em mình ngồi chơi tuyệt vời đấy. Thì mình chơi xe Jeep này thì được khoảng 12 năm rồi. Và cái sở thích là đam mê là mình đi chơi và đi bụi. Đúng rồi. Đấy. Thật ra những cái những hành trình dù ngắn hay gần thì đấy, đồ đạc thì lúc nào cũng đầy đủ hết. Đồ đạc lúc nào cũng để ở trên xe và sẵn sàng luôn. Sẵn sàng luôn. Thực sự hôm nay là còn thêm một cái móc nữa cơ. Mình sẽ đi kéo đồ đi, mình sẽ chở đồ đi để và một cái móc kéo đằng sau. Đúng rồi, chính xác. À vâng. Nhưng mà hôm nay cái móc thì đang có vấn đề, thành ra là mình chỉ chở được mấy cái đồ nhỏ đi thôi. Đấy. Rồi tức là trong cái tâm hồn của anh lúc nào cũng muốn được đi chơi, muốn đi, muốn thực hiện những chuyến road trip dài ngày hoặc là những cái chuyến đi cùng bạn bè, gia đình. Ví dụ như là đi vào thiên nhiên như hôm nay anh em mình đi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi giữa suối xong rồi ngâm chân xuống suối và uống một chút đâu nhỉ? Nước cà phê. Nước của anh em mình đâu nhỉ? Hoa quả đây. Đây cà phê. Làm tí nước nhỉ? Cà phê. Đây anh có. Đây rồi, em có cái này. Làm tí nước luôn cho nó thật. Là thực ra là cuối tuần em cũng hay như thế, trốn khỏi Hà Nội ồn ào khói bụi, chạy ra khỏi ngoại thành
tìm một cái chỗ mà nói chung là càng gặp ít người càng tốt. Thế nhưng mà cái con Jeep này thì anh đã thực hiện được khoảng bao nhiêu chuyến, và cái chuyến đi xa nhất với cái Jeep là đi vào đâu anh? Thì anh thì đang có cái dự định là xuyên Việt, nhưng mà anh nó chơi cái xe thì rất lâu, nhưng mà thực sự là vì điều kiện nó cũng chưa cho phép. Nhưng mà để mà xây dịch gọi là đi chơi thì có những các tỉnh Đông Tây Bắc là anh đi gần hết rồi. Vâng. Đấy, bằng cái xe Jeep này, cái chuyến dài nhất anh đi khoảng độ 12 ngày. 12 ngày. Đấy. Thế thì cũng phải tầm 1,5 đến 2,000 cây. Hơn đấy. Hơn. Tại vì khi đến mỗi một điểm là bọn anh cứ lang thang trong các quận, ở trong các làng bản, rồi là đi cứ vui thôi, cứ đi thôi. Tức là hôm đấy là đi cùng với hội Jeep miền Bắc luôn hả anh? Đúng rồi, đi hội với cả hội Jeep của anh. Thì hôm đấy đi có khoảng 7 xe. Trong đó bọn anh phải mang cả theo thợ máy đi, tại vì xe này nó cũng khoảng hơn 50 năm rồi. Đúng rồi. Đấy, thì luôn phải có một thợ máy, bọn anh đi đâu xa thì thường thường có một thợ máy đi theo. Em thấy con Jeep của anh phải nói là đẹp, phải nói dùng từ nuột. Từ nuột, nuột tất cả mọi thứ, nuột từ từng con ốc cho tới cái nước sơn. Mặc dù anh nói nước sơn nó bị lỗi, nhưng mà nó nuột từng cái chi tiết một. Cái điều đó chứng tỏ là anh cực kỳ chăm xe. Đúng, cái đấy thì đúng thật, tại vì con xe này anh ấp ủ làm con này mất chính xác là phải 1,5 để hoàn thiện được con xe như này. Từ anh phải nhặt nhạnh từng cái đồ, những cái món đồ zin theo xe, tại vì khi bọn anh làm bây giờ chơi xe là anh muốn để về xe về nguyên bản. Vâng. Xe zin và xe nguyên bản. Thì tất cả những cái đồ từ con ốc này, chi tiết nhỏ nhất con ốc, con long đen, rồi là những cái như to như lốp, rồi là máy động cơ, tất cả là bọn anh phải tìm kiếm từng thứ một để lắp ghép với con xe này mất 1,5. Anh có thể chia sẻ một chút về cái giá tiền ấy, để mà bây giờ một cái chiếc xe như thế này nếu mà sở hữu thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Cái xe này thì nói chung là cũng là một tâm huyết cầu kỳ lắm. Anh em phải nhặt nhạnh rồi đóng, đầu tiên là anh phải kiếm một cái xe. Xe thì nó hơn 50 năm rồi. Vâng. Thành ra là kiếm được một cái đồ ngon hay đồ zin thì rất khó. Và khi nhặt nhạnh thì nhặt nhạnh như thế, nói thật sự là đến bây giờ anh cũng không biết giá trị thực sự là bao nhiêu tiền. Vâng. Nhưng mà để áng chừng thì nó rơi vào khoảng hơn 500 triệu một tí. Vâng. Đấy, để hoàn thiện một con xe như này mà đồ đạc như thế này. Nhưng thực sự là vẫn còn chưa tới, anh vẫn còn thêm một vài chi tiết nữa thì mới ok được. Anh có thể chia sẻ một chút về tức là về thông tin ý, về cái dòng xe này của anh. Xe thì nó sản xuất ở trước năm 1975, thì mình bắt đầu mình phải làm lại, mình đại tu lại máy móc, đại tu và những cái xe, cái thùng này thì mình phải đóng lại, mình sơn lại và mình nhặt nhạnh, mình làm lại được con xe đến như bây giờ. Đấy, từng chi tiết từng món một. Thì máy cái xe này thì động cơ của nó là 2.4 hoa, còn nó có hai cầu chiều số, nó gồm có 4 số tiến và 1 số lùi, có 2 cầu. Vâng. Xe 2 cầu, xe này như mình hiện tại anh lắp, bây giờ anh lắp cả đồ chơi, cả tời và ống thở, xe này có thể lội nước được thoải mái. Đấy, lội nước đi off road và chơi thoải mái. Cái xe này nó hoàn toàn kín, nó tất cả những cái rắc đầu nối dây điện hay những cái khớp nối của nó đều là bằng cao su, nó rất kín. À, nước không thể vào được, tức là mình có thể để trần thế này, để trần và này đi mưa thoải mái luôn. Thoải mái luôn, không có thể xe này đây khá là xe ngâm mặn xuống nước được, đi lên là bình thường, không vấn đề gì cả, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Đấy, nói chung là đồ của Mỹ mà, một cái dòng dành cho quân sự. Đúng rồi. Cho nên là nó phải rất là bền, thì có sao thể chịu với mọi cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết cũng như là các thứ. Ừ. Giả sử như bây giờ cái xe của anh nếu mà hỏng hóc các thứ thì phụ tùng liệu nó có phụ tùng thì toàn đa số từ ngày xưa đồ nó, bây giờ thật sự xe này đấy em anh đã nói rồi, xe nó sản xuất trước năm 75 mà rất lâu rồi, nó có gần 50 năm rồi thì đồ đạc nó thật sự là không có nhiều, và những cái mà rất khó, nhiều cái những cái bọn anh phải mua từ ship từ eBay của trang nước ngoài, bọn anh từ mua rất khó và cầu kỳ và chờ rất đợi rất lâu để nó một cái sản món đồ để về Việt Nam mình, đến tay mình để lắp lên cái xe. Thành ra cái xe là hoàn thiện nó lâu vì vấn đề là vậy. Đồ đạc nó thật sự rất khó hiểu. Vì là cái đồ của nó hơn 50 năm rồi, rồi thì cái đồ nó sẽ không phổ biến nữa, không còn phổ biến để mà có thể thay thế dễ dàng được nữa. Cho nên là đó cũng là một trong những lý do mà những người chơi Jeep họ rất là quý con xe của mình. Họ có thể chơi, đi chơi, họ có thể là cho xe mình lội suối các thứ, nhưng mà họ sẽ rất là trân trọng con xe của mình. Exactly. Xem nó như là một người bạn thực sự. Khi bọn anh chơi thì ba số bọn anh cũng phải tìm hiểu, phải ít nhất phải biết sửa chữa những cái cơ bản, những cái cơ bản nhỏ nhỏ như buji, điện đóm rồi xăng, mình phải biết. Còn nếu mà trong trường hợp mà khó quá thì mình có thể gọi điện hỗ trợ từ xa, gọi cho thợ, anh em cùng cái đam mê. Đúng rồi, chính xác. Tôi thường nghe mọi người nói một cái câu về đàn ông,
khá là đúng. Đó là, và đặc biệt là phụ nữ, họ nhận xét về đàn ông khá là đúng. Đó là đàn ông dường như không bao giờ lớn lên, mà chỉ có cái đồ chơi của họ lớn lên thôi. Vì cái xe, cái mình rất thích, nói thật là mình rất thích xe, yêu thích cái xe Jeep. Khi mà cái xe Jeep này nó, nếu mà mình lại, thật sự nhà mình lại không để được xe. Vâng. Đơn giản mình không thể sờ nắn nó suốt ngày được, và sau đó thì mình làm một cái chiếc xe y hệt như thế không? Tức là từ một cái chiếc xe Jeep này mình mua từ một cái khung cái xe gọi là tồn toy thôi. Nó như một cái đồ chơi của nước ngoài thôi, nó chỉ là một cái hình xe rất bình thường thôi. Thì anh mua từ, đúng là phải ship từ eBay về. Vâng. Con này thì tỷ lệ nó là 1:6 so với cái xe thật của mình, tỷ lệ là 1:6. Khi về đây thì anh phải, nói chung là coi như là anh chỉ lấy được mỗi cái khung, có nó cái hình của nó thôi. Còn gần như anh bỏ hết tất cả đi. Và anh phải nhờ một người bạn của anh chơi với anh đã gia cố cho, gia công cho anh từng cái một chi tiết nhỏ như cái ghế, cái gương, rồi là cái còi, cái đèn, rồi nói chung là mọi cái thứ thiết làm sao để gần như giống thật nhất một cái xe của anh. Là rồi là kỳ công luôn, cực kỳ cơ công. Và kể cả một cái móc kéo nữa, nó cũng có thể gập ghế, nói chung là nó hoạt động, nó những cái mọi cái chi tiết nó nhỏ nhắn như nó như một cái xe thật của anh luôn đấy. Ghế cũng gập. Xong rồi tí nữa mình sẽ cũng trải nghiệm cái xe này của anh. À, tức là cái xe này vẫn đi di chuyển à? Đương nhiên nó là một cái xe điều khiển và nó cũng leo, nó cũng có hai cầu, cũng khóa vi sai, cũng có số và đầy đủ. Các bạn thấy không, đèn đóm, nói chung là tất cả nó như một cái xe ô tô bình thường. Nhưng mà chỉ vì nó là điều khiển từ xa thôi. Và nó chạy bằng pin. Nó chạy bằng pin. Động cơ thì động cơ bằng motor điện. Thành ra là chạy nó, nói chung rất hay. Tí nữa mình cũng sẽ trải nghiệm cái này. Rất là thú vị. Thôi bây giờ thì cũng trưa rồi. Anh em mình cũng bữa trưa ngay tại suối này luôn anh nhé. Ok. Xong rồi thì chiều nay là cho em trải nghiệm con Jeep thật to kia của anh cái. Với lại anh điều khiển con Jeep này cho em trải nghiệm luôn và nhìn thấy cái hai cầu của cái Jeep bé này là nó như thế nào. Ok và chiều nay anh em mình sẽ, sau bữa trưa anh em mình sẽ trải nghiệm cả hai cái đồ chơi của anh.